Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 16 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin đề cứu nhân viên bị bỏ đói. Bệnh viện Tuệ Tĩnh xin Bộ Y tế tạm ứng 10 tỷ đồng. Học viện Y dược và Cổ truyền Việt Nam, cơ quan mẹ của Bệnh viện Tuệ Tĩnh vừa nhắc lại lời đề nghị Bộ Y tế xem xét tạm ứng gấp 10,2 tỷ đồng cho Bệnh viện Tuệ Tĩnh để họ có kinh phí kịp thời thực hiện chi trả phần tiền lương, phụ cấp còn nợ nhân viên từ tháng 5 năm 2021 cho đến nay. Báo chí trong nước đưa tin hôm 14 tháng 1. Như Đài tiếng nói Hoa Kỳ đã tường thuật, 40 nhân viên của Bệnh viện Tuệ Tĩnh chiếm 1/4 tổng số người làm việc trong bệnh viện đã xuống đường biểu tình ở Hà Nội trong các hôm từ 11 đến 13 tháng 1 để phản đối việc bệnh viện chậm trả lương hơn nửa năm. Những người biểu tình nói họ bị bỏ đói trong khi lãnh đạo được lương thưởng đầy đủ. Đây là hình ảnh nhân viên của Bệnh viện Tuệ Tĩnh biểu tình vì bị nợ lương suốt 8 tháng. Báo chí Việt Nam dẫn lại thông tin từ Học viện Y dược Cổ truyền cho hay, từ tháng 1 năm 2019, Bệnh viện Tuệ Tĩnh trở thành đơn vị tự đảm bảo chi hoạt động thường xuyên. Điều này đồng nghĩa là bệnh viện được tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng nguồn tài chính để thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng lớn đến các hoạt động của bệnh viện này. Theo báo chí trong nước, trong nhiều tháng, Bệnh viện Tuệ Tĩnh gần như không có bệnh nhân. Công suất sử dụng giường bệnh trong quý 1 năm 2021 chỉ đạt có 15%, quý 2 năm 2021 đạt 51,19% và quý 3 năm 2021 đạt có 12,1%. Chính vì vậy, nguồn thu của bệnh viện không đủ để trang trải chi phí hoạt động thường xuyên, chỉ ưu tiên trả lương và các khoản trích nộp theo lương, một bản tin của Báo Lao Động cho biết. Từ tháng 5 năm 2021 cho đến nay, bệnh viện chỉ tạm chi 50% tiền lương, dẫn đến đời sống của viên chức, người lao động gặp rất nhiều khó khăn. Báo Lao Động, Vietnamnet cùng một số báo khác cho biết, phần lớn nhân viên Bệnh viện Tuệ Tĩnh có mức lương rất thấp, chỉ từ 6-7 triệu đồng mỗi tháng. Hơn 8 tháng qua, họ chỉ nhận được một nửa, tức là hơn 3 triệu đồng mỗi tháng, do đó không đủ chi trả cho cuộc sống hàng ngày. Báo chí trong nước nói rằng, nhiều nhân viên của bệnh viện này đã phải làm những công việc tạm thời trong nửa năm để có tiền trang trải cuộc sống, bao gồm cả đi giao hàng, lái xe ôm hay bán rau. Nói với báo Vietnamnet, bà Lê Thanh Bình, tổ trưởng tổ công đoàn của Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho hay rằng lời đề nghị của Bộ Y tế tạm ứng hơn 10 tỷ đồng không phải là đề xuất mới được đưa ra, mà ban giám đốc bệnh viện đã gửi kiến nghị này đến Bộ cách đây gần 2 tháng. Nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đây là hình ảnh các bác sĩ và nhân viên y tế căng băng rôn trước cổng bệnh viện. Lãnh đạo yêu cầu họp nhưng ban tính chất động viên, còn lương và chế độ vẫn phải chờ, không có lịch cụ thể khi nào trả. Chúng tôi không còn cách nào khác là phải xuống đường để chờ đến sự lên tiếng của cộng đồng, bà Bình đã nói như vậy với báo Tuổi Trẻ. Cụ thể, từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2021, cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Tuệ Tĩnh chỉ được nhận có 50% lương. Đến tháng 12 không đủ lương nào và tháng 1 dự báo không có lương vì không có nguồn thu vào để chi được lương. Tình trạng này chưa bao giờ xảy ra tại đơn vị cho đến năm 2019 khi có quyết định tự chủ. Cán bộ Bệnh viện Tuệ Tĩnh bị cắt hết thưởng, chỉ còn lương. Vào năm 2021 vừa rồi, lương cũng không được đảm bảo nữa. Nhưng chỉ có 160 cán bộ, công nhân, nhân viên không giữ chức vụ quyền hành đang làm việc tại khối bệnh viện. Thôi chứ không có lãnh đạo bị như vậy. Các khối khác thuộc viện vẫn được đảm bảo lương thưởng, các khoản phúc lợi đầy đủ. Một cơ quan nhưng có hai chế độ. Chúng tôi cùng ký hợp đồng như các bạn với giám đốc bệnh viện, chỉ khác vị trí làm việc mà chúng tôi bị đối xử như thế suốt 3 năm qua, bà Bình đã bức xúc nói. Cũng như nhiều cán bộ y bác sĩ tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh, điều dưỡng Kim Thoa cũng khổ sở với thu nhập hiện nay không được chi trả. Sống ở thủ đô mà mỗi tháng nhận được có 2 triệu 700 ngàn đồng và 2 tháng nay không nhận được đồng nào thì sống làm sao được. Tôi phải dựa vào thu nhập của chồng, gia đình hai bên để nuôi con nhỏ. Nhiều cán bộ, y bác sĩ đã phải đi bán rau, làm ship, có gì đấy là bán đấy để trang trải cuộc sống. Chị Thoa bức xúc. Đây là hình ảnh, theo Tổng giám đốc Việt Á tự khai, tiền hoa hồng đã chi trong vụ bán kit xét nghiệm là 800 tỷ đồng cho thấy các lãnh đạo này ngành y mỗi khi quyết định chi tiền mua thiết bị luôn có khoản tiền hối lộ rất lớn, trong khi nhân viên trong ngành lại không được trả lương đủ sinh hoạt mỗi ngày. Cũng theo chị Thoa,
bệnh viện đã tổ chức nhiều cuộc họp nhưng không đưa ra được phương hướng giải quyết. Tôi làm việc bệnh viện từ năm 2005, đã cống hiến gần 20 năm, rất muốn gắn bó. Tôi chỉ mong muốn là rõ ràng việc tự chủ của bệnh viện. Bệnh viện không phải là bệnh viện làm kinh tế. Hiện học viện có 3 đơn vị: Học viện Y Dược Cổ truyền Việt Nam, Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Viện Nghiên cứu và Trung tâm Xã hội theo yêu cầu, nhưng chỉ có Bệnh viện Tuệ Tĩnh là tự chủ. Trong đó chỉ có dược sĩ, điều dưỡng và một số bác sĩ là thuộc bệnh viện. Các trưởng phó khoa lại kiêm nhiệm bên học viện, lương thưởng vẫn đầy đủ. Còn các nhân viên y tế, các bộ phận khác thuộc bệnh viện thì không có lương. Khi tôi thi viên chức, ký hợp đồng là ký hợp đồng với học viện, chứ vậy tôi muốn học viện làm rõ việc này. Khi bệnh viện tự chủ, tôi cũng không biết, chỉ khi có quyết định mới thông báo đến nhân viên y tế, chị Thòa đã nói. Theo bà Bình, tình trạng trong bệnh viện được coi là chưa có tiền lệ khi các y bác sĩ phải làm đủ nghề để trang trải cuộc sống. Tranh thủ 11h30 phút được nghỉ trưa, đến 12h30 phút chúng tôi làm đủ thứ như bán hàng online, bán khẩu trang vân vân đủ cả. Việc cấp thiết nhất bây giờ là yêu cầu trả lương từ tháng 5 của chúng tôi. Đây là mồ hôi công sức của cán bộ y bác sĩ để chúng tôi còn trang trải. Tết đến gần lắm rồi, bà Bình đã chia sẻ. Đây là hình ảnh. Riêng thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã có 1.000 nhân viên y tế xin nghỉ việc do bất mãn với chính sách đãi ngộ của ngành y tế, nhất là sau đợt 8 tháng chống chọi với dịch vừa qua. Dược sĩ Nguyễn Thị Tuyết, khoa dược, làm việc tại bệnh viện từ năm 2009 đến nay đã hơn 10 năm. Từ tháng 5 năm 2021, chị nhận được 50% lương, 2 tháng gần đây không nhận được lương. Hiện mức lương của tôi là 5 triệu 400 ngàn đồng. Tháng 5, tôi nhận được thông báo từ trưởng khoa là phòng sẽ nhận được 50% lương do thu nhập của bệnh viện không có. Trong đợt dịch vừa qua, chúng tôi vừa làm việc ở viện, vừa hỗ trợ vận chuyển vaccine. Sáng đến Viện Dịch tễ, Bệnh viện Việt Đức để lấy vaccine về, hôm nào tổ chức tiêm thì mang vaccine xuống điểm tiêm và khi kết thúc lại mang về kho lưu trữ. Nhiều ngày công việc đến 18-19 giờ mới xong. Những việc này cũng không có trợ cấp, không có ngoài giờ. Chúng tôi vẫn đảm bảo công việc, chị Tuyết chia sẻ. Gia đình chị Tuyết có 2 con nhỏ với mức thu nhập như vậy là rất khó khăn. Chị phải nhờ đến sự hỗ trợ của gia đình, ông bà quê gửi thực phẩm lên, chi tiêu cũng chắt bóp lại. Tình trạng đã kéo dài 8 tháng, nhưng đến thời điểm này các y bác sĩ đã phải xuống đường nhờ đến sự trợ giúp của cộng đồng. Thật sự, chúng tôi không còn cách nào khác. Xin nghỉ phép ban giám đốc cũng không cho, xin nghỉ không lương cũng không đồng ý. Với 50% lương là 2 triệu 700 ngàn đồng mỗi tháng và đến giờ là không nhận được lương nữa, chúng tôi đã kiệt sức rồi. Tết đến nơi rồi, chúng tôi phải làm vậy thôi, chị Tuyết nói. Dù chịu cảnh nợ lương nhưng các nhân viên điều dưỡng tại bệnh viện vẫn đang cố bám trụ vì còn rất nhiều bệnh nhân phải chăm sóc, chúng tôi không có quyền từ chối bệnh nhân. Đây là hình ảnh một bác sĩ với yêu cầu trả lương. Những ngày qua, chờ đến lúc hết giờ làm việc, y bác sĩ mang băng rôn ra trước cổng bệnh viện, cầu cứu các cơ quan chức năng lên tiếng để bảo vệ các y bác sĩ vì chúng tôi đã hết kiên nhẫn với những lời hứa suông. Đến nay, vấn đề vẫn chưa được giải quyết và đến bước đồng cùng chúng tôi phải làm như vậy để dư luận có thể thấy rõ thực tế tình trạng trong bệnh viện như thế nào. Điều dưỡng Hát đã nói như vậy. Và họ đã hô to cầu cứu người đi đường rằng xin mọi người hãy cứu lấy chúng tôi, chị Đỗ Thị Duyên, điều dưỡng khoa tâm thần kinh, bức xúc vì 8 tháng qua mỗi tháng chị chỉ nhận được có hơn 3 triệu đồng, trong khi đó chị phải nuôi 3 con nhỏ đang ăn học, tiền sinh hoạt phải dựa vào chồng và hai bên gia đình nội ngoại. Hàng ngày tôi vượt 30 km từ Hưng Yên sang đây để đi làm việc, mỗi ngày tốn 50.000 tiền xăng, 20.000 đò qua sông, số tiền ít ỏi kia chỉ đủ cho tôi đi đường, nếu xe bị trục trặc giữa đường không biết lấy tiền đâu để sửa, chị Duyên đã tâm sự. Được biết, chị Duyên đã làm việc tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh hơn 14 năm nay. Làm nghề đã lâu nên chị muốn cống hiến và vì yêu nghề nên chị mới gắn bó lâu với bệnh viện như vậy. Hơn nữa, nếu nghỉ việc chị cũng không biết mình sẽ làm gì. Nhà xa, sáng đi rất sớm và tối về rất muộn nên chị không thể làm thêm công việc nào khác để có thể kiếm thêm thu nhập. Tình trạng nợ lương kéo dài 8 tháng qua đã khiến chị và nhiều người vô cùng khổ sở. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 15 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Báo Nhà nước có bịa tin về việc VinFast để lừa người dân Việt Nam hay không. Hàng loạt các tờ báo của nhà nước Việt Nam tung các bài viết theo kiểu
đòn bom tấn quảng cáo cho xe VinFast vào Mỹ. Các clip thì giật mạnh như bom nổ, nghe vô lý và hoang đường, cụ thể như sau. Bài trên trang Soha giật tít rằng 20 ngày nữa VinFast sẽ khuynh đảo thị trường, đi trước các ông lớn thế giới cả chục năm. Trong bài đó, báo đó có dòng chữ ghi rằng VinFast sẽ đi trước cả Bentley 8 năm, Toyota 13 năm và đi trước Honda những 28 năm. Bài trên Soha thì nói rằng khách Tây chốt cọc tới tấp, đơn hàng xe điện VinFast tăng vọt sau 48 giờ, gây sốt toàn cầu. Cũng bài trên Soha nói rằng VinFast đứng sau công ty Auto Brains từ Israel có công nghệ tự lái vượt xa Tesla. Ngụ ý là bài báo là VinFast sẽ vượt xa cả Tesla. Bài báo trên Dân Trí thì ghi rằng VinFast có thể là Tesla tiếp theo của thế giới. Với cách giật tít quá lố lăng cho hai chiếc xe triển lãm của VinFast mới thì là mẫu thạch cao và chưa hề lăn bánh trên đất Mỹ, cho thấy báo chí Việt Nam đang cố tình lừa dối người dân Việt Nam và xem thường trí tuệ của người đọc tại Việt Nam. Đây là hình ảnh hai mẫu xe điện E35 và E36 của VinFast tại triển lãm ô tô Los Angeles, Mỹ vào năm 2021. Nhạc sĩ Tuấn Khanh có bài bình luận về hiện tượng này được đăng tải trên đài FA với tựa đề, ông ghi rằng báo nhà nước có bịa tin về VinFast để lừa người dân Việt Nam hay không. Mới đây, phát hiện của những người quan sát thời sự tại Việt Nam đã chỉ ra nhiều điểm bất thường trong một bản tin quảng cáo về sản phẩm của ông Phạm Nhật Vượng. Việc báo nhà nước ra sức quảng cáo về sự thu hút kỳ diệu của xe điện VinFast đang bị dân chúng vạch trần và chia sẻ khắp nơi. Vào ngày 10 tháng 1 năm 2022, tờ báo Dân Trí trong nước xuất hiện bài viết với tựa đề VinFast có thể là Tesla tiếp theo của thế giới, ca ngợi hết lời hệ thống kinh doanh của Vingroup và đặc biệt là nhấn mạnh các mẫu xe điện của ông Phạm Nhật Vượng đang gây sốt tại Mỹ. Báo này trích dẫn một bản tin chưa đến 350 chữ của Humphrey, một cây viết cộng tác với tờ Auto Radio, có cái tựa đề rất đỉnh đám nhưng lại không có bất kỳ một phân tích nào cho thấy nội dung liên quan đến dự đoán là Tesla tiếp theo của thế giới, đã tạo ra nghi vấn về một bài viết được mua như thói thường của các hãng mới ra mắt. Nguyên văn của bài báo trên Dân Trí viết rằng giữa sân khấu lớn ở Las Vegas, hãng xe điện Việt Nam đã rầm rộ ra mắt cùng lúc 5 mẫu xe điện. 3 trong số này là VF5, VF6 và VF7 là những mẫu ô tô lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng. Chỉ 2 tháng sau khi hai mẫu bom tấn là VF8 và VF9, tên cũ là E35 và E36, gây sốt tại Los Angeles Auto Showroom 2021. Tờ báo này trích dẫn bản tin của Financial Times tường thuật tham vọng của tập đoàn Vingroup trong kế hoạch bán ô tô điện tại Mỹ và châu Âu trong năm nay. Đây là hình ảnh, ảnh chụp bài báo của trang Soa giật tít rằng 20 ngày nữa VinFast sẽ khuynh đảo thị trường, đi trước các ông lớn thế giới cả chục năm. Rồi thì VinFast sẽ đi trước cả Bentley 8 năm, Toyota 13 năm, đi trước Honda 28 năm. Trong cách dẫn cố tình mập mờ để người đọc Việt Nam hiểu nhầm rằng bài báo này ca ngợi sản phẩm của VinFast, khi trích dẫn tham vọng phía ông Phạm Nhật Vượng khi tự đặt mục tiêu là trở thành một trong những thương hiệu sản xuất xe điện hàng đầu trên thế giới. Bản tin của tờ Dân Trí dẫn lời công ty ở Canada được cho là ca ngợi chính sách thuê pin của VinFast. Tờ báo viết, cách làm này theo đánh giá của trang báo Canada giúp khách hàng có thể nâng cấp pin khi hệ thống này xuống cấp theo thời gian. Việc tách biệt chi phí giữa pin và xe theo đánh giá cũng có thể là giúp nhà sản xuất Việt Nam xây dựng mức giá tốt so với các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, những tìm kiếm các nội dung trên trang ở Canada đã không thấy có thông tin nào như vậy. Riêng về phần chính sách cho thuê pin với các sản phẩm xe điện đã bán ở Việt Nam được coi là đang nhận được những lời chỉ trích nhức nhối từ khách hàng. Các Facebook thì nhận định rằng đây được coi là một cách chạy chữa cho việc thất bại với chính sách thuê pin ở ngay tại quê nhà, mà vốn lúc này là những lời tố cáo của người mua hàng xuất hiện nhiều nơi trên các trang mạng ở Việt Nam. Đáng chú ý, trong một đoạn ca ngợi VinFast, tờ báo Dân Trí viết rằng, theo thống kê từ VinFast, sau 48 giờ mở bán, hãng đã nhận được hơn 24.000 đơn đặt hàng cho hai mẫu ô tô điện VF8 và VF9 trên toàn cầu. Trong đó, một doanh nghiệp của Mỹ là Athenis DNA, là công ty phân tích lâm sàng gen, đã thỏa thuận đăng ký đặt hàng 100 chiếc xe VinFast
phục vụ cho hoạt động của công ty. Đây là hình ảnh bài trên số 2 rằng khách Tây chốt cọc tới tấp, đơn hàng xe điện VinFast tăng vọt sau 48 tiếng, gây sốc toàn cầu. Số lượng 24.000 đơn đặt hàng do VinFast đưa ra chưa được kiểm chứng và cũng không có cách để kiểm chứng theo thời gian. Nhưng về công ty Arteris DNA được mô tả một công ty sinh học ở Mỹ, tức thì đặt mua ngay 100 chiếc xe của VinFast là điều khiến nhiều người Việt tò mò và tìm hiểu. Nhiều chuyên gia kinh doanh marketing đã trình bày trên trang Facebook của mình về sự hoài nghi chuyện đặt hàng này với những câu hỏi cụ thể như: công ty công nghệ sinh học thì cần gì nhiều xe đến thế? Rồi việc mua một lúc 100 xe nếu không phải là công ty cho thuê xe là rất khó hiểu, và với tư duy và tập quán kinh doanh ở Mỹ, vì thuê xe sẽ hiệu quả hơn là sở hữu chiếc xe rất nhiều. Trong việc tìm kiếm cái tên công ty Arteris DNA, người ta không nhận thấy địa chỉ nơi này chỉ làm dịch vụ xét nghiệm DNA, mà trên trang web của công ty thì hoàn toàn không có phần nào là hoạt động cụ thể cả. Mọi thứ bị khựng lại ở đó và không có tin tức gì thêm. Nhiều người đã đặt vấn đề rằng tên công ty nào đó có vẻ như những trang web ma vẫn dùng để lừa gạt những người ở thế giới thứ ba. Công ty này được biết để nằm ở Ifner, California, nhưng không có địa chỉ cụ thể. Một nhóm người Việt ở California theo dõi tin tức cho biết họ đang tìm cách truy đến tận nơi, nếu có, để xác định công ty đó như thế nào. Chi tiết được tìm biết thêm, chủ sáng lập công ty có vẻ là một người châu Á, tên là Emile Thái, và 39 nhân viên đang làm việc. Và so với 100 chiếc xe đặt mua cho cuối năm 2022 mà vẫn chưa biết các cơ quan kiểm định Hoa Kỳ đã cho phép áp dụng các yêu cầu để bán ra hay chưa, thì thông tin quảng cáo của VinFast nói trên có vẻ là tạo dựng và dối trá. Tạo những luồng thông tin giả để lừa cả hệ thống chính quyền và nhiều người dân Việt Nam vẫn là điều thường thấy ở Việt Nam sau năm 1975, kéo dài cho đến nay, kể cả trong chính trị lẫn thương mại. Đây là hình ảnh bài báo trên báo Dân Trí với tựa đề rằng VinFast có thể là Tesla tiếp theo của thế giới. Thậm chí người dân Việt nhiều lần còn phát hiện vụ lừa đảo tầm quốc tế được mua bài trên các tờ báo nhỏ, hoặc chưa chẽn hơn là trên cả trang quảng cáo nhưng giả những bài viết của Độc Lập. Nhạc sĩ Tuấn Khanh nêu nhận định của mình như thế. Về kinh nghiệm cay đắng bị lừa dối khi mua xe máy điện VinFast, Facebook Hoàng Hải Yến thì viết như sau: nghe mọi người nói mua xe điện cho thân thiện môi trường, tiết kiệm này kia bla bla. Thế là mình đi mua, ngay trong ngày 1 tháng 5 năm 2021. Mua xe trị giá 14 triệu, thuê pin hai cục của nợ gì lên 22 triệu. Vâng, ok, mang xe về để đi. Đi được vài hôm thấy bắt đầu bất tiện. Ngoài đẹp mã thì như dở hơi, vì ngày nào cũng phải sạc điện mà chạy từ nhà lên tòa soạn, cái là về sạc điện gần chết. Chưa dừng ở đó, trong một ngày đẹp trời, chỉ cách ngày mua vài tháng, chính xác là ngày 15 tháng 11 năm 2021, tôi đang đi thì bỗng nhiên xe dừng im giữa đường. Mặc kệ lúc tôi đang súng xính, váy áo, bò lê giữa đường, suýt nữa bị các xe khác nó thúc vào đít. Tái mặt, dắt tạm xe vào trong lề đường, gào lên thảm thiết với chồng, với đủ người, gọi lên tổng đài thì được biết rằng xe dừng vì tôi chưa đóng tiền thuê pin. Đây là hình ảnh bài viết của Facebook Hoàng Hải Yến, 6.600 lượt thích và gần 4.000 lượt chia sẻ trên trang Facebook. Cay đắng, tôi lại phải đóng hơn 1 triệu thuê pin và đi tiếp. Chính xác là đóng gần 1,2 triệu và phải hơn 2 tiếng dừng xe giữa đường. Mất toi cuộc họp và lẫn lộn tiếng cáu gắt thì tôi mới được xử lý cho đi tiếp. Và đến hôm 2 tháng 1 năm 2022, tôi lại nhận tin nhắn phải trả thêm tiền thuê pin nữa và đang nợ cước chạy vượt trội, kèm nợ một tháng thuê đâu khoảng hơn 500.000 đồng. Đầu tôi bắt đầu bốc hỏa và gọi lên tổng đài cáu lên thì bắt đầu nghe em nhân viên nói tiền thuê pin của tôi là hơn 500.000 đồng một tháng, tức là quá cả tiền xăng khi tôi dùng xe máy xăng. Rồi tôi phải đóng cả tiền quá km khi tôi đi quá ABC vân vân. Trong khi đó có tháng tôi dựng xe ở nhà cả tháng mà không thấy trừ tiền đi vì không đi. Thế là ngay trong đêm tôi gọi đứa bạn đến bán xe ngay lập tức. Bán xong còn nghe tư vấn bảo tôi phải đền tiền cục pin gần 10 triệu bạc khi tôi bán cả pin và xe. Trong khi đó, người đã mua lại chiếc xe này thì để lại cho tôi có hơn chục triệu đồng, bằng luôn tiền đền pin. Thế là nói trắng, trong 6 tháng tôi mất toi 22 triệu
vì lý do hết sức ngớ ngẩn là ngu đần khi ủng hộ hàng Việt. Lần đầu tiên mua và cũng là lần cuối cùng tôi sử dụng đồ điện tử VinFast vì nghe tư vấn vài km sẽ có trạm sạc pin. Có lần điên điên đi tới 10 km vào một trạm sạc thử thì họ đuổi vì xe của chị là xe máy, đây chỉ có sạc ô tô.